Chào nữa nè. Ôi
Đây không phải là gà. Không phải gà. Sau mà con muốn ăn thì con nói mẹ để mẹ đi mua cho con nha. Rồi mẹ nấu cho con ăn nha. Gà nằm. Ờ được. Bây giờ hai đứa cứ vào nhà đi. Rồi ngồi chơi. Hai đứa lấy đồ chơi chơi. Xong rồi mẹ đi mua rồi mẹ về cho hai đứa ăn. Chứ còn cái này không phải là gà đâu. Cái này là đồ chơi mà. Lần trước còn cầm như thế này bóp kia bóp này. Thì mẹ lắp thôi nha. Đó. Thấy chưa? Đó. Trời ơi mẹ. Mẹ về mà chậm một cái là hai đứa nấu nhừ luôn rồi đấy. Đây là đồ chơi mà lại. Đó, con gà nó bảo là sao lại luộc tôi lên này. Tôi là đồ chơi mà. Đó, cứu tôi với đấy. Để xem sao nước nha. Bây giờ hai đứa đi vào đây. Mẹ lấy cái xếp gỗ, hai đứa ngồi chơi xếp gỗ. Rồi mẹ đi mua chân gà. À, đùi gà đã. Ừ. Cam ăn vào đây đúng không mẹ? Ngồi im đây nha. Em con ghế. Con được đỡ ghế của em. Đây là đùi gà này, còn đây là cá là bánh nữa. Tại vì mẹ sợ là ca không ăn đùi gà là thì mẹ phải mua thêm bánh nữa. Ca ngồi xuống đi ca, để mẹ lấy cho con một miếng. Bánh đũa. Con gà. Đây là đùi gà này. Con ăn đi. Này của con đây. Đó. Mẹ biết ngay là con không ăn nên mà mẹ phải mua thêm bánh chuối mà. Bánh chuối với bánh khoai, bánh lang. Này, đây là đùi gà của con này. Còn cái này của các ca đây mẹ. Từ mẹ bé cho mẹ đi. Mà nắng nóng nó phải thổi nữa. Phải thổi đấy nha. Đó. Đây. Ngon không? Nãy giờ ăn nó cá. Ừ, con cầm cá thế này này, con cầm cắn này. Nha. Thịt ạ. Đồ gà. Mẹ đưa cả cái cho em. Ừ, để cho em. Lấy giấy làm gì? Đây là thịt này. Thịt. Ừ. Cho em. Ừ, em cầm cái thế này em ăn nhỉ.
Đùi gà. Hamburger. Cái gà tôi là cái là bánh đúa. Ừ, còn nó rất là bánh lang, mẹ thích ăn bánh lang, mẹ ăn bánh lang. Cá bánh chuối mẹ ăn bánh bánh lang, em ăn đùi gà. Đây là bánh lang đấy. Đây. Đây là ca, ca lại ăn cái nhân bên trong này, còn cái vỏ ngoài ca lại để lại rồi. Em ăn bánh da, mẹ ăn bánh đúa, mẹ ăn bánh hành. Ừ. Cầm cầm cá bên đây nữa, hai tay đúng rồi, cắn đi. Ngon thế à? Ừ, ra đi. Nóng quá nha. Nóng bài đổ. Nóng bài thổi. Ừ, dẫn. Cầm bài nghe. Đây này, đây này. Cho đi nó cả. Ừ. Ra đi. Mà ông này có ngon nè. Ngon. Ngon. Thôi là ca ca. Đầm kể. Ừ. Ngồi trong kể. Ăn bánh này ngon kể. Bánh này ngon thế. Còn cứ nhai bếp bếp ở nhỉ?